tra để mà quản lý được bệnh nhân tốt hơn. Thì để mở đầu chương trình thì tôi sẽ xin trình bày cái phần của tôi, đó là cách thức quản lý COPD ở trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Sau đó thì tôi cũng xin phép được nhờ Phó sư Phan Thu Phương, Phó sư Vũ Văn Giáp sẽ tiếp tục với các cái phần tiếp theo và cái phần hội thảo. Tôi cũng nhân đây thì tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn các thầy cô là các báo cáo viên đã tham gia. Cảm ơn toàn thể các quý vị đồng nghiệp là những cái đại biểu của hội thảo này, và cảm ơn công ty tài trợ là công ty Omron. Sau đây thì tôi xin được trình bày cái phần của mình. Vâng, phần trình bày của tôi đó là những cái thách thức trong quản lý COPD trong đại dịch COVID-19. Tôi xin được nhắc lại vài nét về COVID-19. Đó là, thứ nhất, đại dịch COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra bắt đầu vào tháng 12 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán. Và cho đến hiện nay thì trên toàn cầu đã có trên 517 triệu người bị nhiễm và trên 6 triệu người tử vong. Tuy nhiên là có một số báo cáo thì cho rằng là cái số tử vong là lên tới hơn 15 triệu người, bởi vì có rất nhiều quốc gia là không có dữ liệu báo cáo về số lượng tử vong. Thứ hai là bệnh COVID-19 thì ảnh hưởng chủ yếu đến đường hô hấp và gây viêm phổi trong khoảng 20-25% trường hợp. Một số trường hợp thì tiến triển thêm thành các cái hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng, ARDS. Tỷ lệ tử vong thì có thể nói là dao động từ 2-15% và cao hơn, đặc biệt là những người cao tuổi và những người có các bệnh lý kèm theo như là tăng huyết áp, bệnh lý mạch vành, đái tháo đường, COPD, v.v. Về cơ chế gây bệnh của virus SARS-CoV-2 thì có thể nói là khá phức tạp. Các cái giả thuyết thì có thể chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là sự xâm nhập của virus SARS-CoV-2 vào tế bào vật chủ và nhân lên. Tiếp theo là các cái hoạt động của hệ thống miễn dịch tương tác với cái sự xuất hiện của SARS-CoV-2 trong cơ thể và sản xuất ra rất nhiều các cái yếu tố gây viêm, các cái cytokine và các được gọi là các cái cơn bão cytokine, kèm theo là làm ảnh hưởng đến các cái tế bào miễn dịch, làm cái suy giảm miễn dịch, và cuối cùng là cái đáp ứng của cơ quan đích như là tim, phổi, thận, gan. Đấy là những cái cơ quan chịu ảnh hưởng của COVID-19, và nhiều cơ quan khác trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng. Có thể nói phổi là một trong những cái cơ quan bị ảnh hưởng nặng nề nhất, gây ra sự phá hủy ở cả phổi và gây ra những cái bệnh cảnh lâm sàng rất là nặng nề, và dẫn đến là có thể là người bệnh có thể tử vong. Thế thì giữa COPD và COVID-19 thì có cái mối liên quan nào không? Thì các nghiên cứu người ta cho thấy rằng là số lượng thụ thể ACE2 tăng lên đáng kể ở những bệnh nhân COPD so với người không bị COPD. Mà ACE2 là cái thụ thể mà để cho virus SARS-CoV-2 gắn vào và sau đó thì nhân lên rồi xâm nhập vào các cái cơ quan. Nó có rất nhiều ở đường hô hấp trên cũng như là ở đường hô hấp dưới. Ở những bệnh nhân COPD thì người ta thấy rằng là dễ phát triển cái thể bệnh COVID-19 nghiêm trọng hơn so với những người không mắc COPD. Một loạt các cái trường hợp COVID-19 ở Trung Quốc được báo cáo thì người ta thấy là tỷ lệ ở những cái mắc COPD ở những cái bệnh nhân mà có biểu hiện COVID-19 nặng thì cao hơn so với những người không bị COPD. Một vài những cái phân tích tổng hợp thì cho thấy là bệnh nhân COPD mắc COPD từ trước thì sẽ có các cái triệu chứng của COVID trầm trọng hơn rất nhiều và có cái nguy cơ phát triển cái thể COVID-19 nghiêm trọng hơn gấp 4 đến 6 lần so với những người mà không mắc COPD. Một điểm nữa đấy là cũng khó phân biệt giữa COVID-19 và đợt cấp COPD về mặt triệu chứng lâm sàng, bởi vì nó cũng sẽ có những triệu chứng ho, sốt rồi khó thở, rất là khó phân biệt.
Chúng ta có những cái thách thức gì trong quản lý COD giữa đại dịch COVID-19? Có thể nói là ngày nay thì cái việc bao phủ vaccine của chúng ta đã tương đối tốt, có thể nói gần như là hầu hết cả toàn dân đã tiêm 2 mũi vaccine, và điều đó thì nó làm cho cái việc mà nhiễm COVID-19 đã giảm đi rất nhiều. Tức là những người bệnh bị nhiễm thì cũng sẽ là nhẹ nhàng hơn. Vậy thì có những cái mối liên quan nào giữa những cái thách thức nào trong quản lý bệnh nhân COD? Hiện nay thì có lẽ những cái thách thức này nó đã giảm hơn so với trước đây. Nhất là người bệnh COD không thể đến bệnh viện tái khám do sợ bị lây nhiễm. Thứ hai là chúng ta cũng sẽ rất là khó khăn để chẩn đoán những ca bệnh mới do bị hạn chế trong cái việc mà đo chức năng hô hấp. Thứ ba là khó phân biệt được giữa đợt cấp hay nhiễm COVID-19 về mặt triệu chứng lâm sàng. Và nguy cơ diễn biến nặng nếu người bệnh COPD mà mắc COVID-19, đặc biệt là có viêm phổi và những cái triệu chứng COVID kéo dài sau khi mà nhiễm COVID rồi, làm cho những người bệnh mắc COPD lại càng nặng hơn, và cái chất lượng cuộc sống, sức khỏe của người bệnh cũng giảm sút hơn. Đấy là những cái thách thức đối với chúng ta. Thì trong cái hướng dẫn của GOL 2022 thì người ta cũng đưa ra một số các cái điểm mấu chốt trong cái việc mà quản lý những cái bệnh nhân có hoặc là nghi ngờ hoặc là đã được xác định là đã mắc COVID-19. Thì cái đầu tiên là đối với việc khi mà nghi ngờ hoặc là những bệnh COPD mà có triệu chứng mới xuất hiện như là sốt hay là ho hoặc là những cái triệu chứng khác có thể liên quan đến COVID-19 thì chúng ta sẽ phải làm test để PCR để tìm xem là có bị nhiễm SARS-CoV-2 hay không. Thứ những cái điểm khuyến cáo khác đó là người ta cũng khuyến cáo là nên tránh khí dung, chỉ khí dung trong những trường hợp mà cần thiết, là có thể chụp các lớp vi tính cho những trường hợp mà có COVID-19 mà có viêm phổi, để có thể đồng thời là có thể loại trừ các cái nguyên nhân khác, và đặc biệt là để chẩn đoán trong trường hợp mà nghi ngờ có tắc nghẽn phổi thì nên chụp cắt lớp vi tính. Người ta cũng nói là nên tránh nội soi phế quản nếu mà có thể, rồi cần phải xem xét cái việc là có các cái vi khuẩn mắc kèm hay không, tức là có các cái bội nhiễm hay không. Về mặt thuốc điều trị COPD thì cố gắng là đảm bảo các cái thuốc thiết yếu để điều trị cho người bệnh, tiếp tục là điều trị các cái thuốc duy trì không thay đổi, bao gồm cả ICS, sử dụng corticosteroid đường toàn thân hay là kháng sinh trong những trường hợp mà có đợt cấp và có chỉ định, và nên là tránh nếu có thể đó là cái việc sử dụng khí dung. Đối với các cái trường hợp điều trị không thuốc thì nên tiếp tục duy trì các cái hoạt động thể lực nếu có thể, và thực hiện các cái biện pháp để mà phòng tránh COVID-19, kiểm soát các cái nhiễm trùng và giữ khoảng cách cũng như là đeo khẩu trang của chúng ta. Đấy là theo khuyến cáo của Bộ Y tế là thực hiện 5K. Đối với điều trị COVID-19 thì người ta cũng hướng dẫn rằng là có thể sử dụng corticosteroid đường toàn thân, remdesivir trong trường hợp mà người bệnh COPD có mắc COVID-19 mà có chỉ định, hoặc là sử dụng HFNC, hoặc là sử dụng cái thông khí nhân tạo không xâm nhập, hoặc là trong cái trường hợp mà có suy hô hấp nếu có thể, hoặc là sử dụng các cái thông khí nhân tạo xâm nhập nếu như mà HFNC và NIV, tức là thông khí không xâm nhập, thất bại. Ngoài ra thì người ta cũng có những cái điểm khuyến cáo, đấy là cái việc mà phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau COVID-19 và theo dõi những cái triệu chứng sau COVID-19 của người bệnh. Đấy là những cái khuyến cáo của GOL 2022. Vậy thì đối với chúng ta trong thực tế thì nếu như người bệnh quá sợ hãi, người ta không muốn đến đến bệnh viện để
thăm khám khi mà họ có những triệu chứng về hô hấp. Thế thì làm thế nào để mà chẩn đoán được những ca bệnh COPD mới? Chúng ta đặc biệt là sẽ phải hỏi kỹ về tiền sử, bệnh sử. Khi bệnh nhân có phơi nhiễm với các yếu tố nguy cơ hay không, dù là khói thuốc lá, thuốc lào, bụi, rồi khí độc. Họ có những triệu chứng hô hấp mãn tính hay không, dụ như là ho, khạc đờm, khó thở. Về thăm khám thì có hay không các triệu chứng giãn phế nang, co thắt phế quản, suy hô hấp, vân vân. Rồi chụp X-quang phổi để loại trừ chẩn đoán và tốt nhất là nên chụp cắt lớp vi tính trong trường hợp mà có COVID kèm theo. Thì bởi vì chúng ta không thể đo được chức năng hô hấp để có thể các khẳng định chẩn đoán, thì chúng ta cần phải hỏi kỹ về tiền sử, bệnh sử cũng như là thăm khám. Tuy nhiên là với cái khả năng hiện nay, chúng ta có thể trong trường hợp nghi ngờ chúng ta có thể test nhanh COVID-19 cho người bệnh và có thể đo chức năng hô hấp nếu thấy cần thiết để chẩn đoán. Về khuyến cáo điều trị COPD thì chúng ta phải đảm bảo cái điều trị bằng thuốc thích hợp, tiếp tục duy trì các cái thuốc giãn phế quản bao gồm có cả corticosteroid. Hiện nay thì cũng chưa có nghiên cứu là cho thấy việc sử dụng ICS có thể có hại trong trường hợp mà người bệnh có mắc thêm COVID-19. Có thể sử dụng corticosteroid toàn thân hoặc là kháng sinh trong trường hợp mà cần trong đợt cấp. Và cái việc mà sử dụng khí dung ấy, thì chúng ta cũng nên là hạn chế. Nếu mà cần thiết thì đối với những người bệnh thì chúng ta có thể khí dung ở trong phòng, và phòng đó thì phải có cửa sổ mở thông thoáng, đồng thời là không khí dung khi mà có những người ở xung quanh, và phải thường xuyên vệ sinh máy khí dung để đảm bảo là không có cái sự phát tán của virus hay là không bị nhiễm trùng bởi các cái vi khuẩn khác. Duy trì các cái hoạt động thể chất và các cái biện pháp dùng điều trị không thuốc. Thì khi một bệnh nhân mà đã được chẩn đoán là COPD thì chúng ta bắt buộc cũng phải phân nhóm ABCD như chúng ta vẫn thường làm, dựa trên là tiền sử đợt cấp và dựa trên là các cái đánh giá về các triệu chứng khó thở bằng bộ câu hỏi MRC để mà phân nhóm ra là nhóm A, nhóm B, nhóm C hay là nhóm D. Thì với những cái phân nhóm như vậy thì cũng như trước đây chúng ta vẫn đang làm, chúng ta sẽ khởi đầu điều trị bằng thuốc cho những người bệnh đó trong cái giai đoạn ổn định. Ví dụ đối với nhóm A thì chúng ta có thể dùng bất kỳ một loại thuốc giãn phế quản nào. Nhóm B thì chúng ta sẽ sử dụng thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài, duy trì, ví dụ như là LABA hoặc LAMA tùy theo cái sẵn có và tùy theo cái sự lựa chọn của bác sĩ trong người bệnh. Đối với nhóm C là cái nhóm mà ít triệu chứng và nguy cơ cao thì cái việc sử dụng khuyến cáo hàng đầu thì người ta lại khuyến cáo là LAMA khi mà khởi trị, bởi vì các cái nghiên cứu thì ủng hộ cái việc lựa chọn LAMA hơn, do LAMA có hiệu quả đối với việc dự phòng đợt cấp cũng như là giảm triệu chứng. Do vậy mà người ta ưu tiên lựa chọn LAMA khi khởi trị cho người bệnh. Đối với nhóm D là cái nhóm mà có thể nói là nguy cơ cao và nhiều triệu chứng với MMRC92 và CAT trên 10 điểm, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là người ta có thể khởi trị bằng LAMA hoặc là khởi trị bằng phối hợp giữa LABA, LAMA. LABA, LAMA phối hợp khi mà người bệnh có nhiều triệu chứng, hoặc là ICS LABA khi mà người bệnh có những cái điểm mà có thể sử dụng được, ví dụ như là eosinophil trong máu cao trên 30 tế bào trên 1 microlit, hay là có đợt cấp nhiều trên 2 lần trong 1 năm. Và đây là những cái yếu tố mà để cân nhắc khi khởi trị điều trị với liệu pháp chứa ICS. Liệu pháp chứa ICS thì không chống chỉ định đối với những bệnh nhân COPD mắc COVID-19. Những cái yếu tố để ủng hộ cho việc khởi trị liệu pháp điều trị có chứa ICS đó là có tiền sử đợt kịch phát nhập viện, hoặc là có trên 2 đợt kịch phát trung bình trong 1 năm,
có eosinophil trong máu trên 300 tế bào trên microlit, hoặc là tiền sử có các bệnh có hen đồng mắc. Và chúng ta sẽ cân nhắc khởi trị liệu pháp điều trị có chứa ICS khi người bệnh có một đợt kích phát trong một năm và có eosinophil máu từ 100 đến 300 tế bào trên microlit. Và đặc biệt là cũng không ủng hộ khởi trị liệu pháp chứa ICS nếu như có biến cố viêm phổi lặp lại, có eosinophil máu dưới 100 tế bào trên microlit và có tiền sử nhiễm khuẩn Mycobacterium, thì việc sử dụng ICS có thể gây ra viêm phổi trong một số trường hợp. Do đó, Gold cũng không có khuyến cáo, cũng như là các cái khuyến cáo của Bộ Y tế. Trong quá trình mà điều trị cho bệnh nhân thì chúng ta sẽ đánh giá để mà điều trị. Ở đây là một cái chu trình đánh giá. Thì chúng ta đánh giá sẽ dựa trên triệu chứng lâm sàng, dựa trên điệt đợt cấp, và đồng thời là có đánh giá cái việc là kỹ thuật sử dụng thuốc của người bạn, sự tuân thủ của điều trị, những là cũng như là cái việc mà người bạn có tuân thủ các cái liệu pháp điều trị không thuốc hay không. Sau đó, dựa trên cơ sở những cái đánh giá như vậy thì chúng ta sẽ điều chỉnh tùy thuộc vào cái đánh giá. Nếu như là do chúng ta đã điều trị đúng cách, kiểm soát hết các yếu tố nguy cơ, các kỹ thuật sử dụng đúng mà vẫn còn đợt cấp hay vẫn còn triệu chứng thì có thể tăng thuốc. Còn trong những trường hợp mà người bệnh đã ổn định, chức năng hô hấp cải thiện hơn, chúng ta có thể giảm thuốc. Cũng có những trường hợp lúc ban đầu chúng ta chẩn đoán là COPD, nhưng sau một thời gian, một tháng điều trị, khi mà kiểm tra lại thì cái chức năng hô hấp của người bệnh lại trở về bình thường, thì chúng ta lại phải xem xét lại cái chẩn đoán của mình, xem là liệu có phải là người bệnh bị hen hay không, hay là người bệnh chỉ có cái tình trạng tắc nghẽn gọi là tạm thời thôi. Để theo dõi cái đáp ứng điều trị của người bệnh thì ở đây là đáp ứng về mặt điều trị bằng thuốc, thì nếu người bệnh đáp ứng tốt với thuốc khởi đầu điều trị thì nên tiếp tục duy trì. Còn nếu chưa đáp ứng tốt thì sẽ đánh giá theo hai cái hướng, đó là các cái triệu chứng khó thở cũng như là tần suất các đợt cấp. Trong trường hợp mà chúng ta đã điều trị khởi trị bằng LABA hoặc là LAMA rồi mà người bệnh vẫn còn khó thở thì chúng ta sẽ nâng bậc lên là phối hợp LABA LAMA. Và khi mà chúng ta đã phối hợp LABA LAMA rồi, người bệnh vẫn còn khó thở mà lại có các cái điểm ủng hộ cho cái việc sử dụng ICS LABA thì chúng ta sẽ sử dụng ICS LABA, hoặc là chúng ta phải nâng bậc lên là sử dụng LABA LAMA ICS. Và trong trường hợp mà chúng ta đã tối ưu cái việc điều trị đó rồi thì mà người bệnh vẫn còn khó thở, chúng ta sẽ phải cân nhắc cái việc đổi dụng cụ thuốc, hít hoặc là đổi các thuốc điều trị, hoặc là tìm các cái nguyên nhân khác. Nếu như chúng ta đã điều trị tối ưu mà người bệnh vẫn còn đợt kích phát, chẳng hạn như là đã sử dụng LABA hoặc LABA rồi mà vẫn còn đợt kích phát, thì chúng ta sẽ nâng bước lên là LABA hoặc LAMA, hoặc là ICS phối hợp với LABA. Thì trong trường hợp mà đã phối hợp LABA LAMA rồi mà vẫn còn đợt cấp thì lúc đó chúng ta sẽ phối hợp LABA LAMA ICS với những cái điều kiện như là eosinophil máu trên 100 tế bào. Còn trong trường hợp mà eosinophil máu dưới 100 thì người ta lại khuyến cáo là có thể dùng thêm roflumilast nếu trong trường hợp giá trị FEV1 dưới 50% và có các cái triệu chứng của viêm phế quản, tức là có ho khạc đờm. Còn có thể sử dụng azithromycin nếu như bệnh nhân từng hút thuốc. Còn trong trường hợp mà đang dùng ICS LABA thì chúng ta sẽ nâng bậc lên là LABA LAMA ICS. Đấy là các cái bước mà chúng ta theo dõi đáp ứng điều trị để mà thay đổi điều trị cho người bệnh. Cái việc nâng bậc điều trị nó sẽ dựa trên cơ sở là đánh giá đầy đủ các cái yếu tố khác
đó là các cái yếu tố như là kỹ thuật sử dụng thuốc, sự tuân thủ điều trị, cũng như là các cái biện pháp không thuốc hay là các cái biện pháp khác, chẳng hạn như là tiêm vaccine, rồi thì có các cái bản các cái kế hoạch hành động hay không để cho người bệnh có thể tuân thủ tốt khi điều trị và tự điều chỉnh thuốc khi cần thiết. Những cái biện pháp điều trị không thuốc thì chúng ta vẫn tiếp tục là thực hiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như là của CON 2022, chỉ định sử dụng oxy dài hạn cho người bệnh khi mà phân áp oxy trong máu dưới 55 mm thủy ngân ở trên 2 mẫu máu ở cái thời điểm mà bệnh nhân nghỉ ngơi và cách nhau 1 tuần, có thể là PACY bình thường hoặc là tăng, hoặc là nếu người bệnh mà đã có triệu chứng của tâm phế mãn tính thì PACY có thể trên 55 mm thủy ngân, vẫn nên chỉ định thở oxy dài hạn cho người bệnh mà có tâm phế mãn, bởi vì bản thân cái khi mà thiếu oxy nó sẽ càng làm tăng cái áp lực ở phổi hơn và làm cho cái tình trạng suy tim phải nặng hơn, do đó mà cái triệu chứng của tâm phế mãn sẽ nặng hơn. Tiếp nữa thì cái việc mà thở không xâm nhập như là BiPAP hay CPAP thì sẽ chỉ định cho người bệnh khi mà có chỉ định để điều trị dài hạn đối với trường hợp là chẳng hạn như PACY trên 55 mm thủy ngân. Việc tập phục hồi chức năng hô hấp rồi khuyến khích người bệnh sử dụng các cái chương trình trực tuyến cũng rất là cần thiết, và cái việc mà thực hiện tốt 5K đấy là luôn luôn khuyến cáo cho người bệnh, và cũng nhờ có cái việc thực hiện tốt 5K thì sự lây nhiễm với COVID-19 cũng như là các cái loại virus vi khuẩn khác cũng sẽ giảm bớt hơn, và đặc biệt là cái khuyến cáo người bệnh tiêm các loại vaccine cúm, các vaccine về cầu, ho gà hay là vaccine COVID-19. Đối với việc thông khí không xâm nhập dài hạn thì mục tiêu đấy là cải thiện cái tình trạng suy hấp và giảm PACY ở bệnh nhân COPD có tăng COPD máu, và những cái chỉ định của thông khí nhân tạo không xâm nhập thì tôi cũng đã trình bày. Về vaccine thì vaccine cúm thì chúng ta có thể dùng 1 lần trong 1 năm đối với vaccine phế cầu, đó là vaccine phế cầu 23 PPSV23 thì giúp giảm viêm phổi ở những bệnh nhân dưới 65 tuổi và có giá trị FEV1 dưới 4% có các bệnh lý mắc. Đối với vaccine phế cầu PCV13 thì nó sẽ giúp giảm nhiễm khuẩn huyết, giảm phế cầu xâm lấn nặng ở những cái người bệnh trên 65 tuổi. Các loại vaccine ho gà, uốn ván bạch hầu, gần đây thì CDC hay là GOL cũng có khuyến cáo về cái sử dụng vaccine này cho những người bệnh COPD. Khi mà trong cái chúng ta cũng nên sử dụng các cái loại vaccine này, vì một số các cái đánh giá thì cho thấy khi sử dụng các cái loại vaccine nói chung này thì cũng giảm được cái nguy cơ mà nhiễm COVID-19 của bệnh nhân COPD. Và đương nhiên là các cái vaccine phòng COVID-19 thì người bệnh cần phải được tiêm đầy đủ, và chúng ta cũng nên khuyến cáo người bệnh cũng không vì quá sợ hãi mà không tiêm vaccine COVID-19, trừ những trường hợp có các cái tiền sử về sốc phản vệ đối với các vaccine hay các thành phần của vaccine. Thì chúng ta hiện nay cũng có cái kháng thể đơn dòng là Evusheld, nó đã được đưa về Việt Nam bởi cái tập đoàn VNVC. Thì tuy nhiên là Evusheld thì nó cũng khá là đắt, khoảng 20 triệu, vì vậy không phải những người bệnh nào cũng có thể tiêm được. Nhưng nếu những người bệnh mà có điều kiện và không có chúng chỉ định với vaccine COVID thì chúng ta có thể chỉ định sử dụng Evusheld cho người bạn. Hút thuốc lá cũng đóng vai trò quan trọng, không những là ngoài đại dịch COVID, mà trong đại dịch COVID hay là sau đại dịch COVID thì những người bệnh COPD luôn luôn là lưu tâm đến việc là tránh các yếu tố nguy cơ, trong đó
là khói thuốc lá lúc nào. Bởi vì các cái nghiên cứu cho thấy là hút thuốc lá là một yếu tố dự báo chính xác mức độ nghiêm trọng của COVID-19, và bệnh nhân COPD hút thuốc thì nên khuyến khích ngừng hút thuốc hoàn toàn trong cái toàn bộ quá trình của đại dịch COVID-19 cũng như là sau đại dịch COVID-19. Gần đây thì người ta cũng có báo cáo rằng là biểu hiện gen đối với các thủ thể ACE2 cao hơn ở người hút thuốc so với người không hút thuốc. Và hút thuốc lá có thể nói là một cái yếu tố duy nhất liên quan đến sự tiến triển của viêm phổi do COVID-19 mà chúng ta có thể điều chỉnh được, đó là cái việc ngừng hút thuốc lá. Người hút thuốc thì mắc COVID-19 nặng hơn, phải thở máy, và nhập ICU và tử vong nhiều hơn so với những người không hút thuốc. Trong trường hợp mà người bệnh COPD có đợt cấp thì chúng ta sẽ quản lý như thế nào? Thì virus có thể nói là nguyên nhân quan trọng gây đợt cấp và tăng nguy cơ đồng nhiễm vi khuẩn. Virus SARS-CoV-2 cũng có thể là nguyên nhân gây ra đợt cấp. Và những cái khó thở ngoài nhiễm trùng ở những bệnh nhân COVID-19 thì có thể là do tắc mạch phổi. Và tắc mạch phổi là một trong những biến chứng phổ biến nhất ở bệnh nhân đợt cấp COPD nhập ICU. Và đợt cấp thì sẽ làm tăng các cái nguy cơ như nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tử vong. Hoặc là các cái nguyên nhân khác, đặc biệt là có cái viêm phổi do COVID-19. Như vậy thì cái việc mà nó đan xen giữa triệu chứng của COVID-19 với lại đợt cấp sẽ làm cho chúng ta khó khăn hơn. Do đó cần phải nghĩ đến đợt cấp khi mà có ho khạc đờm, khó thở, và đương nhiên là chúng ta phải làm các xét nghiệm COVID để loại trừ. Cái việc điều trị đợt cấp thì vẫn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bắt đầu điều trị bằng các thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn, corticoid toàn thân vẫn có thể sử dụng nếu mà cần, hoặc là kháng sinh là khi cần, và cân nhắc sử dụng thuốc chống đông nếu có những cái yếu tố nguy cơ cao, ví dụ như có DDME cao hay là bệnh nhân kém vận động, hoặc là có các cái biểu hiện về mặt khí máu, hoặc là trên hình ảnh trên phim X quang, hoặc là có những cái khẳng định bằng phim chụp các lớp vi tính. Đối với việc điều trị suy hô hấp thì cái thở máy không xâm nhập sẽ được khuyến cáo hơn so với cái việc mà sử dụng HFMC, vì là cái nguy cơ phát tán virus của HFMC. Và với thở máy không xâm nhập thì người ta cũng khuyến cáo là cái mắt thở không có lỗ thông hơi nhưng có bộ lọc khuẩn và có một cái cổng để thở ra. Nếu có ARDS thì khuyến cáo là thở máy xâm nhập ưu tiên hơn và cần phải bổ sung dinh dưỡng tích cực điều trị COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế nếu như mà có COVID kèm theo. Và nhân viên chăm sóc thì chúng ta cũng cần phải rõ ràng đó là mang bảo hộ khi chăm sóc, đặc biệt là bệnh nhân sử dụng máy thở và sử dụng khí dung. Đây là một cái tổng hợp của COL 2022 về COVID-19 ở những bệnh nhân COPD. Đối với những bệnh nhân COPD mà mắc COVID-19 nhẹ thì thứ nhất là sẽ có những cái biện pháp để phòng tránh, ngăn ngừa bị phát tán, cũng như là các cái biện pháp điều trị đợt cấp. Tiếp theo là những bệnh nhân mà có tổn thương phổi, bắt đầu có khó thở với PGMS là dưới 300 thì những cái người ta phải kiểm soát cái nồng độ oxy trong máu, và có thể sử dụng corticoid đường toàn thân, remdesivir, thuốc chống đông. Và đối với bệnh nhân đã có ARDS thì dĩ nhiên là thông khí không xâm nhập và thông khí xâm nhập được ưu tiên hơn, tư thế nằm sấp rồi các cái điều trị chống đông. Và sau đó, sau khi mà đã khỏi COVID rồi thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp phục hồi chức năng cho bệnh nhân, trong đó có chức năng hô hấp, rồi có cả những yếu tố hỗ trợ về mặt tâm lý, vân vân. Và trong tất cả các tình huống thì đều tiếp tục sử dụng duy trì các cái thuốc COPD duy trì, trừ trường hợp là trong những trường hợp mà người bệnh ARDS thở máy thì các cái biện pháp điều trị sẽ thông qua là việc thở máy. Vậy thì những cái giải pháp mà chúng ta nên thực hiện
để mà quản lý người bệnh COV trong các đại dịch nói chung, đại dịch do virus COVID-19. Thì hiện tại thì chúng ta cũng nên khuyến khích người bệnh đến bệnh viện để tái khám hoặc là khám phát hiện bệnh khi đã tiêm đủ vaccine. Có một thời điểm thì chúng ta cũng đã kê đơn thuốc dài hơn cho người bệnh. Những người bệnh mà theo chương trình thì được kê đơn 2-3 tháng thuốc, thậm chí là dài hơn, luôn thực hiện cái 5K. Và cái việc theo dõi, thăm khám, hướng dẫn người bệnh có thể thực hiện điều trị qua các nền tảng số như Zalo, Viber, điện thoại trực tiếp mà chúng ta đã làm trong thời gian qua. Tuy nhiên là vẫn chưa được thực sự là quy củ. Có thể trong có nhiều những cái đơn vị họ cũng đã làm được rất là tốt cái việc này. Nên cũng cần thiết là xây dựng các cái video để sử dụng thuốc, tập thở hay là thở oxy đúng cách, hay là cái cách thở máy không xâm nhập tại nhà như thế nào. Và đặc biệt là cũng phải có một cái phần hỗ trợ tâm lý cho người bệnh, nghĩa là xây dựng những cái trang web và làm thế nào để cho người bệnh COPD được sống tốt hơn. Thì tôi cũng có đôi nét như vậy về việc quản lý người bệnh COPD về một cách là tổng quan. Tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ được nghe phó sư tiến sĩ Phan Thu Vương sẽ trình bày cụ thể hơn cái việc mà người bệnh COPD bị nhiễm COVID thì sẽ điều trị như thế nào. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý đại biểu.